Ê, xin gì? À, anh tên gì? Tôi giết nó đó. Vậy lý do gì anh em tìm công ty chúng tôi? Đi, đang đi tìm việc làm. Ý tôi hỏi là lý do gì anh tìm đến công ty này? Tại không có việc làm. Nhưng mà tại sao anh lại tìm công ty chúng tôi? Thì tại công ty chị đang tuyển mà. Nhưng mà cũng có nhiều công ty khác cũng đang đang tuyển mà. Thì dù gì thì cũng phải kiếm một công ty để làm thôi. Ý tôi hỏi á là lý do tại sao? Thì đâu có làm một lúc hai công ty được đâu. Không phải, ý tôi hỏi là cái tại sao mà cái công ty này có thể thu hút được anh? Tại chị dán bảng tuyển người mà. Thôi được rồi, vậy anh có thể làm được những gì? Làm nhân viên mới. Anh biết những gì? Cái gì cũng biết luôn á. Cái gì cũng biết, có hai cái không biết à. Dữ vậy sao? Ừ. Cái gì anh không biết? Cái này không biết, cái kia cũng không biết. Vậy anh có đồng ý làm thêm giờ không? Tôi làm không cần lương. Trời ơi. Trời ơi, anh đùa hay sao vậy? Chị đùa trước chứ đâu, tôi làm đâu có lấy lương. Trời ơi. Đi ra ngoài. Mời anh ra ngoài. Ra làm luôn hả? Trời ơi, cứu tôi.